Chào mừng các bạn đã quay trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng thư viện Redux phiên bản lập trình Redis tại Trung tâm Đào tạo Tin học Pháp Phạm. Ở bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục phát triển thêm một cái tính năng nữa cho cái ứng dụng của chúng ta. Thì ví dụ ở đây, đúng không ạ? Ngay khi mà hiển thị cái trang web lên, khi mà load phần đầu, thì ở đây mình không muốn là hiển thị ra cả cái form input như thế này, đúng không ạ? Và mình muốn là nó chỉ hiển thị ra một cái button có cái dấu cộng thôi. Còn nếu mà ấn vào dấu cộng thì nó mới hiển thị ra cái form đầy đủ như thế này, có một cái button s và một cái text input, đúng không ạ? Sau khi mà s xong text thì nó lại ẩn hai cái component này đi. Sau khi mà s thành công một cái input nào đó thì nó sẽ thay đổi lại, và nó sẽ thay vì hiển thị ra cái button và cái input text, nó lại hiển thị ra một cái dấu cộng thôi, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái tính năng đó. Rồi, chúng ta thu nhỏ lại. Thì các bạn thấy là cái giao diện này nó được cập nhật. Như vậy thì mình sẽ suy nghĩ, nó có thể là một cái state, đúng không ạ? Nó có thể là một cái state. Vậy thì mình sẽ cho cái node form này một cái state, đúng không ạ? Mình đặt tên nó, ví dụ như là isEdding chẳng hạn. Nếu mà isEdding là true thì nó hiện ra cái gì? Còn nếu mà isEdding là false thì nó hiện ra cái gì? Thì đây chúng ta sẽ nói về cái state của nó, cho nên chúng ta phải override cái hàm constructor. Rồi ở đây chúng ta sẽ chuyển vào props này. Và ở đây thì chúng ta supper cái props. Và mình cần một cái dit.state, đúng không ạ? Và chúng ta chấm y bằng, đúng không ạ, cái đối tượng, và mình sẽ cho nó là isEdding. Khi mà khởi tạo lên thì mình nói rồi, nó không hiển thị đầy đủ cái form lên, nó chỉ có một cái button dấu cộng đây thôi, thì chúng ta sẽ nói là bằng false đó. Khi mà bật lên thì nó false. Xong thì bây giờ tiếp tục là chúng ta cần những cái công lệnh rẽ nhánh, thì nó nói cho chúng ta biết là khi isEdding bằng true thì trả về cái gì, và khi isEdding mà bằng false thì chúng ta trả về cái gì, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thể viết ngay như sau. Nếu mà dit.state, đúng không ạ, .isEdding, ok, thì nếu mà isEdding chúng ta sẽ trả về cái này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ trả về, tức là chúng ta sẽ return về cái đối tượng ở trong cái dấu ngoặc này, đó là cái đối tượng for. Rồi, còn nếu không thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây bình thường các bạn sẽ ghi là else thì return cái gì, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây thì chúng ta có một cách khác đơn giản hơn. Vì nó return rồi cho nên là nó sẽ không chạy câu lệnh ở dưới. Còn nếu mà nó bằng false á thì nó mới chạy câu lệnh ở dưới, cho nên chúng ta không cần phải else mà chúng ta có thể viết thẳng là return. Rồi, ok, ở đây thì mình sẽ return ra một cái button, đúng không ạ? Button. Ok. Nó là một cái button, cho nên ở đây chúng ta sẽ ghi cái tên cho nó, ví dụ như là cái dấu cộng đi. Thì nếu mà isEdding mà bằng false thì nó chỉ là cái dấu cộng thôi, đúng không ạ? Và ở đây thì mình phải truyền cho nó cái hàm là onClick cái gì đó. Ví dụ, đúng không ạ? Ví dụ như là dit.toggle thì mình sẽ xây dựng cái hàm toggle, và chúng ta cũng bind this cho nó. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ xây dựng cái hàm là toggle, đúng không ạ? Toggle, ok, là một cái function. Rồi tạm thời thì chúng ta chưa nói đến cái function này ha. Bây giờ chúng ta sẽ refresh để chúng ta xem cái project của chúng ta đã, và mình truy cập local 3000. Đó, các bạn sẽ thấy đây nó chỉ là một dấu cộng, đúng không? Và ấn vào trong này thì nó chưa có cái điều gì xảy ra. Tại sao? Tại vì toggle ở đây mình mới khai báo thôi, và mình chưa có cái hành động gì cụ thể bên trong nó cả. Ok, thì nhiệm vụ của các bạn bây giờ là các bạn làm sao ấn vào nút toggle này thì nó sẽ chuyển cái trạng thái từ isEdding bằng true thành false, đúng không ạ? Và cái việc tiếp theo là làm sao để khi mà ấn vào nút s thì nó cũng chuyển luôn cái trạng thái là isEdding từ true sang false. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, đúng không ạ? Khi mà ấn vào nút toggle thì chúng ta làm gì? Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ thay đổi dit.state.isEdding, đúng không ạ? Rồi,
Thì bây giờ chúng ta sẽ gán nó bằng là cũng là this.state.exe. Tuy nhiên thì chúng ta có thêm cái dấu phủ định ở đây, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta set lại cái state thôi, this.set lại cái state, this.state.phẩy. Rồi, thì đó là cái hàm toggle, chúng ta sẽ làm công việc đó. Và chúng ta còn phải làm một cái công việc nữa, đó là khi mà chúng ta ấn vào nút S thì nó sẽ thực hiện handle submit, và mình cũng muốn là ngay lúc đó thì nó sẽ thực hiện cả cái toggle cho mình. Thì đây chúng ta sẽ gọi chấm toggle và chúng ta đóng ngoặc vậy. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy thử xem. Rồi bây giờ mình ấn vào nút cộng thì bạn sẽ thấy nó hiển thị ra cái text này, đúng không ạ? Và mình nhập vào ví dụ Unity chẳng hạn, và mình ấn S, bạn sẽ thấy là cái Unity nó được hiển thị ra đây, và cái form input của chúng ta nó cũng đã được chuyển về một cái dấu cộng không, và chúng ta thử các cái chức năng xóa thì nó vẫn làm được bình thường. Thêm lại ví dụ thêm PHP chẳng hạn, ấn S, và các bạn thấy là tất cả chức năng nó đều hoạt động tốt. Ok, thì đó là tất cả những gì mà chúng ta cần làm cho cái ứng dụng này. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu vào việc là chúng ta sẽ chuẩn bị cho việc học về thư viện Redux. Sau khi mà chúng ta có kiến thức về Redux rồi thì chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức đó để mà chúng ta viết lại cái ứng dụng này với cái cách là chúng ta sử dụng thư viện Redux. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.